Tiếp tục qua việc anh chị ơi. Nhà full nội thất giảm thêm 200. Căn này thì đẹp, thành phố Di An nhưng mà vị thế nó gần thành phố Thủ Đức, gần thành phố Hồ Chí Minh, bám trục đường quốc lộ 1K. Cái trục đường quốc lộ 1K đó anh chị chạy thẳng một đường là về sân bay Tân Sơn Nhất anh chị nha, vào nội đô của thành phố Hồ Chí Minh. Đấy. Một căn nhà xây mới hoàn toàn và tặng full nội thất cho anh chị mình luôn. Căn này vào là chỉ việc ở anh chị nha. Thì ngày hôm nay em Hải mang tới anh chị mình căn nhà này. Giảm thêm 200 triệu anh chị. Lúc trước là 5 tỷ, bây giờ là 4 tỷ 8. Gặp trực tiếp chủ thương lượng anh chị nha. Sổ tươi, sổ có sẵn. Qua xem sổ đàm phán giá. Vào việc được là nhận nhà luôn anh chị. Nhận nhà đón Tết luôn. Căn này được cái là sổ tươi anh chị nha. Đó, nhiều nhà, nhiều đất là sổ để ngân hàng. Nhưng mà nhà này đặc biệt là sổ tươi có sẵn luôn anh chị nha. Nên là mua bán là ra phòng công chứng ngay được luôn anh chị nha. Có nhà đón Tết luôn. Nếu anh chị nào quan tâm alo ngay em Hải đi xem nhá. Nhà nằm trong khu dân cư Phú Hồng Thịnh 6 anh chị. Đó. Chỗ đây là phường Bình An, thành phố Di An, tỉnh Bình Dương anh chị nhá. Đường này thông bằng cờ thông hai đầu, đường này 13 mét tổng anh chị, 13 mét tổng con đường này. Toàn nhà lầu anh chị thấy không? Toàn hai lầu, ba lầu, nhà nào cũng vậy quý anh chị, không có nhà tạm, không có nhà cấp 4 nha. Đây, đối diện hàng xóm quay hai đầu cho anh chị mình xem đây. Đó, quý anh thấy mê chưa? Đường này thông bằng cờ trong khu dân cư, bám trục đường quốc lộ 1K anh chị nhá. Chỗ này ra quốc lộ 1K chỉ tầm 200 mét thôi. Đó. Nhà xây mới hoàn toàn, căn này đẹp lắm quý anh chị ơi. Mà anh chủ nhà này anh full nội thất luôn, tặng kèm hết cho anh chị mình. Tất cả nội thất mà ngày hôm nay em Hải sẽ ghi hình trên kênh YouTube Hoàng Hải Bất Động Sản. Anh chị nhớ đăng ký kênh để theo dõi nhiều video mới hơn nha. Căn này lúc trước em Hải có quay phim rồi, lúc đó 5 tỷ anh chị. Nhưng mà bây giờ cần gần Tết rồi, anh chủ này chủ động giảm thêm 200 để mong muốn tìm được anh chị phù hợp, tìm được khách hàng phù hợp anh chị nhá. Đó, số nhà mình đó quý chị ha. Đó, số nhà 05 đó quý chị. Nhà xây mới hẳn luôn, vỉa hè này 3m không quý chị. Vỉa hè 3m nha. Rất mong anh chị sẽ đăng ký kênh của em Hải. Nhiều video mới em ra là anh chị mình sẽ xem được đầu tiên luôn anh chị nhá. Anh chị mình sẽ xem được đầu tiên luôn. Đó. Tất cả bất động sản em Hải review là sổ sách giấy tờ đầy đủ anh chị nhá. Anh chị mình xem thông tin như thế nào là đúng như vậy anh chị. Thông tin em Hải đưa là đúng đủ chính xác minh bạch công khai hết cho toàn thể quý anh chị mình luôn. Đó. Full nội thất thì anh chị mình về chỉ việc ở anh chị nhá. Đó, rất đẹp luôn, anh chủ này anh rất tỉ mỉ anh chị nhá. Nội thất là đã vào sẵn hết rồi. Trước tiên là khu vực phòng khách nhà mình. Ngoài là hai lớp cửa, một lớp nhôm kính sinh pha và một lớp cửa cuốn. Ở bên đây là tủ âm tường, tủ này để mình để giày để dép quý anh chị ha. Lên tới phía trên luôn quý anh chị thấy không? Rất đẹp nha. Mấy cái khung gỗ này, đẹp chưa? Gỗ tự nhiên hết quý anh chị nha. Đó, bên đây cũng vậy. Bên đây thì tivi đầy đủ luôn. Đó quý anh chị thấy không? Mấy cái tủ đẹp không? rất đẹp quý anh chị ha. Vào là ở thôi anh chị nha. Đó. Mất công xây làm cái gì quý anh chị ơi? Bây giờ thời buổi bây giờ mỗi người mỗi nghề mà đúng không ạ? Bên đây người ta xây rất là tỉ mỉ, chính xác quý anh chị nha. Đẹp nha, chất lượng nha. Anh này anh xây trong này là rất nhiều rồi. Nếu mà nói đúng là phải mấy chục căn rồi. Anh chị cứ xuống đây hỏi là biết anh chị nha. Đấy. Nhà tại phường Bình An, thành phố Di An giống như em Hải nói, nhà bám trục đường quốc lộ 1K giao nhau với đường DT743A. Nó gọi là ngã ba Suối Lồ anh chị nha, gần đó nha. Chỗ này về Bixigo trung tâm hành chính Di An 3 km anh chị nha. Ngay bệnh viện quốc tế Hoàn Mỹ thành phố Thủ Đức là 3 km, còn xuống cầu vượt Linh Xuân, đầu đường Phạm Văn Đồng của phường Linh Xuân, thành phố Thủ Đức là đúng 5 km, 100% chính xác anh chị, có lệch thì lệch 100-200m thôi, không ăn thua. Nhà mình bước qua làng đại học, nếu mà vào trung tâm làng đại học quốc gia là 2 km, còn nếu mà bước qua mà chạm đất làng đại học là chưa tới 1 km anh chị nha, chỉ tầm khoảng 700-800m thôi. Đấy. Khu vực phòng khách thì em vừa quay phim xong anh chị, một bộ bàn ghế phòng khách tặng hết cho anh chị mình. Kiếng cường lực, cầu thang đẹp quý anh chị nha. Nhà vệ sinh kết hợp làm ở dưới chân cầu thang, đó tiết kiệm không gian tới mức tối thiểu anh chị nha. Bếp ăn đầy đủ, bếp trên bếp dưới, tặng kèm anh chị mình bộ bàn ăn 6 ghế. Ở bên đây gia chủ cũng có làm một cái bức tranh rất là đẹp này quý chị, ở phía ngoài là một cái khung gỗ tự nhiên nhá. Đây quý chị nha. Đó rất là đầu tư bài bản nhá. Đó, đẹp chưa quý chị ơi. Ở phía sau đây sẽ là lối thoát hiểm an toàn giúp căn nhà mình an toàn hơn. Lối thoát hiểm này mình có thể giặt phơi đồ cũng được, còn không ở phía trên mình có sân giặt phơi đồ. Đấy, lối thoát hiểm 1m trong khu dân cư, an toàn chưa quý chị ơi. Đấy. Nhà này thì được cái nó gần thành phố Thủ Đức, gần thành phố Hồ Chí Minh, nhà tại thành phố Di An nhưng mà giáp ranh và kế bên thành phố Thủ Đức. Anh chị nào đang mong muốn tìm một căn nhà giá rẻ tại thành phố Di An, một cái vị trí mà sát bên thành phố Thủ Đức, sát bên thành phố Hồ Chí Minh để thuận tiện cho anh chị mình có thể công tác làm việc hoặc di chuyển vào khu vực thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh thì hãy tham khảo căn nhà này. Căn này nếu mà trên thị trường nhà full nội thất, nhà xây mới, nhà hai lầu một trệt mà nằm trong khu dân cư đường thông mà giá 4 tỷ 8 là đang rẻ quý anh chị nhá. Căn này thực sự rất là rẻ mà giá này còn thương lượng để mình mua bán thêm quý anh chị nhá. Thương lượng thêm để mua bán anh chị nhá. Đó, quan trọng nhất là anh chị mình thấy phù hợp, anh chị mình thấy cái công năng, diện tích rồi là vị trí ha. Mua nhà là cái vị trí quan trọng lắm đó anh chị. Em Hải đưa vị trí là đúng anh chị nhá. Bám trục đường quốc lộ 1K mà giao với DT743A. Đó, chỗ này rất là gần làng đại học quý anh chị, gần đường thống nhất làng đại học quốc gia đâu quý anh chị ha. Đó, kế bên luôn anh chị nha. Rồi
phòng ngủ, nhà vệ sinh khép kín sẽ mang tới cho anh chị mình. Lầu 1 đây quý anh chị nha. Đó, nhà vệ sinh khép kín này quý anh chị. Ở lầu 1 sẽ có hai cái phòng ngủ như thế này, có nhà vệ sinh bên trong luôn. Và tặng hết full nội thất cho anh chị mình, bao gồm chăn ga gối nệm đầy đủ hết anh chị. Bàn trang điểm đầy đủ đây quý anh chị thấy không? Đó, rất ok quý anh chị ơi. Đây, chăn ga gối nệm và tủ đồ áo. Đó. Nói chung căn nhà này về là anh chị chỉ việc vào đây và ở anh chị nha. Không cần phải sắm gì thêm, tại vì ở đây anh chủ này anh đã để cò đâu ra đó hết rồi. Đấy, quý chị thấy chưa? Đó, bây giờ mà xây một căn nhà như thế này rất là tốn thời gian và kỳ công lắm quý chị nha. Nhưng mà mình còn phải bố trí làm sao cho nó hợp lý nữa. Đấy, rồi còn về chất lượng nữa quý chị ha. Anh này anh chuyên xây nên là chất lượng anh đưa lên hàng đầu. Quý anh chị mình chỉ cần xuống đây quý anh chị mình xem là quý anh chị sẽ biết đúng không ạ? Có giống như em Hải đang nói không? Và mình có thể hỏi thực tế hàng xóm ở xung quanh đây đúng không? Ở trong cái khu này là bên đây, bên đơn vị đây người ta cũng xây rất là nhiều nhà rồi quý anh chị. Nếu mà nói đúng giống như em nói là mấy chục căn rồi đó, rất nhiều quý anh chị nha. Đó đây, đường xá hạ tầng đẹp mê luôn quý anh chị ạ. Ở đây cái ban công này, ban công lầu 1 rồi quý anh chị. Rồi, bây giờ em sẽ di chuyển cái phòng ngủ tiếp theo, phòng ngủ số 2 cho anh chị tham khảo. Nhà này rất đẹp, nếu mà ở thành phố Di An mà gần Thủ Đức là căn nhà này vị trí đẹp, giá tốt mà nhà full nội thất, nhà xây mới nên là anh chị hãy bớt chút thời gian đi xem và nhận nhà đón Tết luôn anh chị nhá. Sổ sách giấy tờ có sẵn anh chị mình qua có thể xem sổ được luôn anh chị nhá. Đấy, bàn trang điểm này. Ở đây có cửa sổ, phía sau đây có lối thoát hiểm à. Anh chị mình xem sổ sách giấy tờ đầy đủ luôn, được thì mình sẽ đàm phán giá, được thì mình mua quý anh chị nhá. Đấy. Ở đây là nhà vệ sinh. Mấy cái đèn này là bật được hết quý anh chị nha. Lavabo gương soi đầy đủ hết quý anh chị. Có một cây sen thuyền mình tắm luôn này. Đó, rất ok ha. Bài bản chỉnh chu, đâu ra đó quý anh chị. Cửa này, đó, rất ok. Máy lạnh đồ lắp hết cho anh chị mình luôn rồi. Chăn ga gối nệm không thiếu gì anh chị nha. Có tủ giường rồi đầy đủ hết quý anh chị. Rồi bây giờ lên lầu 2 quý anh chị ơi. Anh chị ơi, hãy đăng ký kênh em Hải đi. Nhà đất rất nhiều. Tha hồ mình xem anh chị nha. Đấy. Được cái nào vào việc cái đó anh chị ha. Giá cả thương lượng, giá chính chủ anh chị đừng có lo về vấn đề giá. Cái quan trọng nhất là anh chị thấy phù hợp hay không thôi. Đấy. Nhà thì mỗi nhà mỗi mẫu mỗi kiểu sẽ phù hợp với mỗi người. Cái quan trọng mà em thấy khi xem nhà là cái vị trí của anh chị ha. Đó, rồi tầm tài chính của mình mong muốn. Nhà này thì được cái là thành phố Di An mà bám thành phố Thủ Đức, bám thành phố Hồ Chí Minh. Mang tới anh chị mình tiếp tục hai phòng ngủ ở trên lầu 2. Hai cái phòng ngủ ở trên lầu 2 này thì nhỏ hơn một xíu quý anh chị nha. Đó, nhưng mà có đi ống đồng sẵn rồi. Trên trần đóng thạch cao hết. À, phía sau đây sẽ là cái khu vực giặt phơi đồ nếu anh chị mình muốn, còn không thì giặt phơi đồ ở phía dưới giống như hồi chị ha. Chỗ này cũng có giặt phơi đồ luôn này. Còn chỗ này mình lên trên phía trên nóc nhà, nhà mình đúc 3 tấm anh chị nhá, đúc 3 tấm xây mới hẳn hoi. À, nhà đâu ra đó quý chị. Đây, bật đèn lên anh chị thấy mê chưa? Gạch dán hết tới trần luôn quý chị nhá. Nhà vệ sinh mà còn đầu tư tới mức đấy mà. Rồi. Thêm một cái phòng ngủ phía trước đây và phòng thờ anh chị nhá. Đây, phòng ngủ tiếp theo này, phòng ngủ số 4 này. Công năng là 4 phòng ngủ, phòng khách nhà ăn đầy đủ. Đó, đây phòng ngủ số 4 đây, phòng thờ mình phía trước đây. Phòng thờ này thì rộng anh chị nhá. Đó, nhà mình là 61m2 thổ cư 100%, sổ sách giấy tờ đầy đủ anh chị. Ngang 4m5 và dài 13m. Nhà mình là hướng Tây Bắc dành cho anh chị Tây Tứ Trạch. Còn anh chị nào không quan trọng hướng thì mình sẽ phù hợp hết quý anh chị nhá. Miễn là vị trí và trong tầm tài chính mà anh chị mình thấy phù hợp. Còn giá cả là giá chính chủ 4.8 tỷ. Giá này còn thương lượng với anh chủ nhà, nếu mà anh chị nào thấy phù hợp thiện chí hãy gặp trực tiếp chủ nhà để đàm phán thêm. Đường trước nhà, đường thông hai đầu, đường thông bàn cờ, khu dân cư toàn nhà lầu ở full ở kín. Đây này em có thể room xa cho anh chị mình xem này. Đó, hàng xóm tương lai của nhà anh chị mình đây. Đấy, quý anh chị thấy chưa? Mê chưa? À, đường quốc lộ 1K là đường phía trước này quý anh chị. Bám trục đường quốc lộ 1K nhá. Đấy, đường thông bàn cờ hai đầu nhá. Đó. Rồi một căn nhà xây mới full hết nội thất. Anh chị nào thấy phù hợp alo cho em Hải, em xin cảm ơn.